nhất định phải làm cho kín kẽ, không thể để xảy ra bất cứ sai sót gì. Yên tâm đi, xung quanh đều là người của chúng ta, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì đâu. Từ Tủ Nhân, Đặc Công Quân Tống Trạm Trùng Khánh, một khi đã xảy ra vấn đề, cậu và tôi đều không gánh nổi. Vâng. Trạm trưởng, sao rồi? Cô Milani đã ngủ rồi, đã để cho người ở lại giám sát rồi. Được, cậu đi nói với mọi người, kêu mọi người canh phòng chặt chẽ, nhất định phải khống chế cho tốt mũ điểm có thể bắn tỉa. Một khi phát hiện mục tiêu, lập tức tới báo cáo. Rõ. Chúng ta phải bắt bà ba rồi. Báo cáo. Nói, sát thủ đã lên mái nhà rồi. Vị trí cụ thể chúng tôi vẫn đang tìm. Nhưng sợ kinh động tới hắn, khiến hắn chạy mất. Nhất định phải nhanh chóng tìm được. Rõ. Trước khi trời sáng nhất định phải tìm được. Rõ. Báo cáo. Phạm vi xác định cơ bản rồi, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được. Tìm kỹ đi, nhanh lên. Rõ, rõ. Sao cửa sổ lại mở? Quá nguy hiểm rồi. Thủ Nhân, cậu đi với tôi qua đó. Đi. Nhanh chóng tìm ra hắn cho tôi. Rõ. Nhanh. Tìm kỹ cho tôi, nhất định phải tìm được cho tôi. Báo cáo, hình như phát hiện được mục tiêu. Coi nắm chắc một phát xử được hắn không? Trời quá tối sợ nhắm không chuẩn. Thằng tranh con. Chuẩn bị đèn chiếu sáng. Rõ. Chờ lát nữa khi đèn chiếu sáng bắn lên, một phát xử hắn cho tôi. Rõ. Lương tướng quân. Lương tướng quân. Lương Điền, có người gõ cửa. Em biết rồi. Bình thường muộn thế này có người đến tìm anh sao? Anh xem là ai đã. Anh đợi chút. Đừng lại gần cửa sổ. Đứng lui lại. Không hay rồi, vẫn còn một tên nữa. Đi. Trạm trưởng, trạm trưởng, có chuyện gì thế? Tôi cũng không biết. Ba cậu đi theo tôi. Cậu tông cửa ra. Rõ, rõ, rõ. Tông. Lên lầu, nhanh. Bên này. Lương Điền, anh. Lương tướng quân. Vẫn có mạch đập. Gọi xe, rõ. Anh. Đứng lại. Trạm trưởng. Nhanh đuổi theo cho tôi. Đi. Đứng lại. Đứng lại. Không được chạy. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Cô Tú cô, sao cô lại ở đây? Bóng đèn phía trước. Cô nhanh về đi. Đi theo tôi. Đi. Nhanh. Các anh phải nhanh đuổi theo. Không đâu. Không đâu. Không đâu. Không đâu. Không đâu. Không đâu. Không đâu.